Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ sang một bài học tiếp theo trong phần hình học, đó chính là chứng minh các hệ thức hình học. Chứng minh các hệ thức hình học là như thế nào? Là chứng minh những cái tỷ lệ đoạn thẳng bằng nhau, hay là những cái hệ thức mà hai đoạn thẳng nhân với nhau bằng hai đoạn thẳng nhân với nhau. Vậy thì để chứng minh bài toán đó, đương nhiên chúng ta phải vận dụng tất cả các cái cơ sở của chúng ta đã học, như tính chất của các đường trung trực, tính chất của các đường phân giác, đường trung tuyến, đường cao, rồi định lý Talet, rồi Talet đồng dạng, rồi là hệ thức lượng Talet vuông, vân vân. Tuy nhiên để cô đọng lại thì có ba cái cơ sở lý thuyết này là ba thứ các em hay dùng và hay vận dụng nhất. Nhưng không phải vì thế mà chỉ có ba cơ sở này, mà thực ra các em phải nhớ những cơ sở mà cô đã nêu lúc nãy với các em. Bởi vì sao? Làm hình thì chúng ta cần có một sự linh hoạt, và chúng ta sẽ phải ôm tất cả những gì chúng ta có vào, và chúng ta xem với cái bài toán đó chúng ta sử dụng cái gì. Thế thì với cơ sở lý thuyết trên bảng thì cơ sở đầu tiên nó chính là hai tam giác đồng dạng. Hai tam giác đồng dạng nó sẽ có ba trường hợp đồng dạng với nhau. Bởi vì sao cần đồng dạng? Vì khi mà hai tam giác đồng dạng với nhau thì chúng ta sẽ suy ra được ba cặp góc bằng nhau, chúng ta sẽ suy ra được ba cặp cạnh tỷ lệ với nhau, và từ đó chúng ta có thể chứng minh được cái tỷ lệ thức mà đề bài yêu cầu hay là hệ thức đề bài yêu cầu. Vậy thì ba trường hợp đồng dạng này nó như thế nào? Trường hợp đầu tiên các em đã nhớ lại chưa? Đó là chính là trường hợp góc góc. Tức là sao? Tức là hai tam giác mà có hai cặp góc bằng nhau thì hai tam giác đó sẽ đồng dạng với nhau. Vậy thì trường hợp thứ hai là cạnh góc cạnh. Cạnh góc cạnh là sao? Là hai tam giác sẽ có hai cặp cạnh bằng nhau, hoặc là hai cặp cạnh tỷ lệ với nhau, và cái góc xen giữa chúng là bằng nhau. Hai góc xen giữa của hai cái cặp cạnh đó bằng nhau. Trường hợp thứ ba là cạnh cạnh cạnh. Đương nhiên với đồng dạng thì không có trường hợp ba cặp cạnh bằng nhau, mà trường hợp cạnh cạnh ở đây là gì? Là ba cặp cạnh của hai tam giác đó sẽ bằng nhau, tỷ lệ với nhau. Đó. Và định lý số 2 chính là định lý Talet. Ở định lý Talet nó chính là gì? Trong một tam giác, nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ ba, thì đoạn thẳng đó sẽ chia hai cạnh hai bên thành các cặp cạnh tỷ lệ với nhau. Thì đây các em có thể thấy là cho tam giác ABC có DE song song với BC, thì ta sẽ suy ra được AD trên AB bằng AE trên AC. Đó chính là cái cặp cạnh tỷ lệ đó. Và với cái cơ sở thứ ba, hay là chính là cái lý thứ ba chúng ta hay dùng, đó là liên quan tới tỷ lệ thức. Tỷ lệ thức ở đây là cái mà chúng ta học phần đại số. Nó chính là A trên B bằng C trên D, thì A cộng trừ C trên B cộng trừ D cũng sẽ bằng hai cái tỷ lệ thức này. Hay chúng ta có là A trên B bằng C trên D thì khi và chỉ khi AD bằng với BC. Và đây cũng chính là những cái cơ sở chúng ta sẽ sử dụng trong bài toán chứng minh của chúng ta. Và bây giờ vào bài đầu tiên, chúng ta có là cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn tâm hồ bán kính R, D là điểm thuộc cung nhỏ BC. Ta có CD giao AB tại M, BD giao AC tại N, chứng minh AB bình bằng BM nhân CN. Trước khi làm bài với nhau, chúng ta sẽ cùng với nhau tư duy một chút. Ở đây nó xuất phát từ AB bình bằng BM nhân CN, thì từ cái hệ thức đấy, các em sẽ suy ra được điều gì? AB bình mà bằng BM nhân với CN, thì từ đó các em sẽ suy ra được là AB trên BM sẽ bằng CN trên AB. Đó. Và đến đây, nếu như bình thường và đúng ra, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay có hai tam giác sẽ đồng dạng với nhau mà chúng ta cần chứng minh để suy ra được cái tỷ lệ thức này. Và khi hai tam giác được hình thành như thế nào? Hai tam giác đó được hình thành bởi tam giác đầu tiên nó được hình thành bởi hai cạnh nằm trên tỉ, hai cạnh nằm trên tử, và tam giác thứ hai đó là hai cạnh nằm dưới mẫu. Vậy thì các em nhìn thấy với hai cạnh trên tử là AB với CN thì nó thành bốn điểm, vậy tức là nó không phải là một tam giác. Chính vì vậy mà chúng ta phải có một phương án khác khi làm bài, đó chính là phải thay thế AB thành một cạnh khác để có thể tạo nên tam giác trong tỷ lệ thức này. Thế thì các em nhìn thấy ở đây tam giác ABC là tam giác đều, vậy tức là AB sẽ phải bằng BC,
Vậy thì khi trong vấn đề tư duy suy luận, chúng ta sẽ có suy ra BC trên BM sẽ bằng CN trên BC. Và bây giờ trên từ chúng ta sẽ có là BC và CN tạo nên tam giác BCN. BM và BC tạo nên tam giác BCM. Đây chính là hai tam giác chúng ta cần chứng minh đồng dạng với nhau. Và trong quá trình chứng minh đồng dạng thì cái cách chứng minh đồng dạng mà chúng ta lựa chọn nó chủ yếu là cách chứng minh của hai cặp góc bằng nhau, tức là theo trường hợp góc bắc. Và bây giờ chúng ta thử thấy xem với tam giác BCN và BCM thì khả năng những cặp góc nào nó bằng nhau. Chúng ta nhận thấy một điều, chúng ta có thể cảm thấy là góc BMC với góc BNC có khả năng bằng nhau. Tuy nhiên, các em nhìn rõ ràng góc BMC là góc ngoài của đường tròn tâm mô. Nó sẽ bằng 1/2 số đo của cung AC trừ 1/2 số đo cung BD. Ngược lại, góc BNC cũng là góc ngoài và nó bằng số đo của cung AB trừ đi 1/2 số đo cung AB trừ đi 1/2 số đo cung CD. Đó. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy cung BD và cung CD không bằng nhau. Chính vì vậy, góc M với góc N này hoàn toàn không có khả năng bằng nhau. Vậy thì góc M này chỉ có khả năng có thể bằng được góc CBN. Vậy chúng ta thử xem có chứng minh được hay không. Nào, chúng ta có bắt đầu chứng minh là gì? Là xét đường tròn tâm O bán kính R có góc BMC là góc ngoài của đường tròn. Từ đấy chúng ta suy ra được góc BMC bằng số đo của cung AC trừ đi số đo của cung BD. Tất cả trên 2. Mặt khác chúng ta lại có góc CBN. Và có góc CBN là góc nội tiếp chắn cung CD. Từ đấy suy ra được CBN bằng 1/2 số đo của cung CD. Mà số đo của cung CD thì bằng số đo của cung BC. 1/2 số đo cung BC trừ đi số đo của cung BD. Mà ta có ở đây tam giác ABC là tam giác đều. Vậy thì ba cung AB, AC và BC sẽ bằng nhau. Và từ đây ta suy ra được là 1/2 số đo của cung AC cũng trừ đi số đo của cung BD. Đó. Và từ đấy ta suy ra được là góc CBN sẽ bằng với góc BMC. Đó là điều 1 chúng ta đã chứng minh. Tiếp theo, chúng ta cần chứng minh một cặp góc nữa bằng nhau. Vậy thì là cặp góc nào? Chính là cặp góc BCM và cặp góc BNC. Vậy thì chúng ta lại có là gì? BCN sẽ bằng 1/2. BCM. BCM bằng 1/2 số đo của cung BD. Và bằng 1/2 số đo của cung BC trừ đi số đo của cung CD. Đó. Mà BC thì cũng bằng với số đo của cung BC cũng chính bằng số đo của cung AB. Vậy thì lúc đấy chúng ta biến đổi thành là 1/2 số đo cung AB trừ đi số đo của cung CD. Và các em nhìn thấy 1/2 số đo cung AB trừ đi số đo cung CD chính là góc BNC, là vì BNC là góc ngoài tam giác. Đó.
Từ đấy chúng ta suy ra được là BCM lại bằng với BNC. Chúng ta đánh dấu số 2 vào đây. Và bây giờ ta xét hai tam giác là BCM và tam giác BCM và tam giác C. Bây giờ BCM thì bằng CNB. Đó. Ở đây khó hiểu lắm. Và từ đây chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta có là viết lại là CBN sẽ bằng với BMC theo chứng minh trên. Và BCM cũng sẽ bằng với BNC theo chứng minh trên. Từ đấy suy ra được hai tam giác BCM sẽ đồng dạng với tam giác CNB theo trường hợp là góc tóc. Và việc của chúng ta bây giờ là từ tam giác đồng dạng đó, chúng ta sẽ suy ra cái tỷ lệ thức mà chúng ta cần có. Và ở đây chúng ta sẽ có là gì? Khi mà có tam giác BCM đồng dạng với tam giác CNB. Các em lưu ý là khi viết thì chúng ta nên viết đúng các đỉnh với nhau. Thì từ đây ta suy được tỷ lệ là BC trên CN sẽ bằng với BM trên BC. Và từ đấy suy ra được là BC bình bằng CN nhân với BM. Và vì BC bằng AB nên suy ra thành bằng AB bình sẽ bằng CN nhân với BM. Đây chính là điều phải chứng minh đây. Đó. Các em có thể hình dung ra toàn bộ bài chúng ta cần phải chứng minh. Chính vì vậy mà cô vẫn nhắc với các em là khi muốn làm bài về hệ thức hình học, chúng ta cần bao quát toàn bộ các cái lý thuyết cũng như các cái cách để cho các góc bằng nhau, rồi các cái cách để hình thành ra tỷ lệ thức, rồi các cách để mà sử dụng tỷ lệ thức đấy, thì chúng ta sẽ trình bày được một bài toán và chứng minh được cái hệ thức hình học về bài yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ sang thêm một ví dụ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang một ví dụ tiếp theo. Với bài toán này chúng ta sẽ có là cho tam giác ABC nhọn AM và BN là hai đường cao. AM sẽ cắt BN tại H và chúng ta cần chứng minh NA nhân NC bằng NH nhân NB. Giống như lúc nãy khi bài toán trước chúng ta đã cùng làm là chúng ta biến cái hệ thức này về thành tỷ lệ thức. Vậy thì khi ta có NA nhân NC bằng NH nhân NB thì từ đó ta sẽ suy ra được là NA trên NH sẽ bằng với NB trên NC. Và như các em đã thấy, trên tử lúc này chúng ta có cạnh NA và NB tạo nên tam giác NAB. Dưới mẫu, chúng ta có NH và NC tạo nên tam giác NHC. Vậy tức là việc của chúng ta sẽ phải chứng minh được tam giác NAB đồng dạng với tam giác NHC. Vậy thì hai tam giác này là hai tam giác như thế nào? Các em dễ dàng nhận thấy ở đây NAB là tam giác vuông tại N, NHC là tam giác vuông cũng tại N. Vậy thì chúng ta đã tồn tại một cặp góc bằng nhau và việc chúng ta cần đi tìm một cặp góc tiếp theo. Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh như thế nào? Chúng ta sẽ xét chúng ta có là gì? Các em dễ dàng nhận thấy này, bây giờ khi hai góc N này đã bằng nhau rồi thì các em dễ dàng nhận thấy trong hai cái tam giác vuông đấy thì nó chung tam giác, nó sẽ chung là khi cộng với góc A này thì góc ABN cộng với góc ACH sẽ bằng 90 độ. Vì sao? Vì các em để ý là gì? Vì H là trực tâm. Tam giác ABC nên suy ra CH cũng sẽ vuông góc được với AB tại một điểm K nào đó. Đó. Vậy thì các em sẽ xét trong tam giác A
BN vuông tại N thì các em sẽ có là góc nào? Góc ABN cộng với góc BAN bằng 90 độ. Và xét ở trong tam giác ACK vuông tại K thì ta có góc CAK cộng với góc ACK cũng bằng 90 độ. Từ đấy chúng ta suy được ra là ABN cộng với BAN sẽ bằng CAK cộng với ACK. Đó. Và các em nhận thấy BAN hay là CAK chính là hai góc giống nhau, tức là nó chính là góc BAC đấy. Nên suy ra được là ABN sẽ bằng với ACK hay là bằng chính ACH đó. Và bây giờ ta mới xét hai tam giác là ABN và tam giác ABN và tam giác N, đỉnh N sẽ chung với đỉnh N của kia. Các em lưu ý là chúng ta sẽ cần phải viết cho nó chuẩn đỉnh. Và ABN sẽ bằng với cả HCN. Đó, góc đỉnh B với đỉnh C là trùng nhau, hai góc N, đỉnh N để bằng nhau rồi. Vậy thì ta sẽ ghi là gì? Ta có ANB bằng với HNC cùng bằng 90 độ và theo giả thiết. Và có ABN bằng với ACH bằng nhau theo chứng minh trên. Từ đó suy ra được tam giác ABN sẽ đồng dạng với tam giác HCN theo trường hợp góc góc. Từ đấy suy ra được là gì? NA trên NC sẽ bằng NB. Góc NA trên NH bằng NB trên NC. Và suy ra NA nhân NC sẽ bằng NB nhân NH. Và đây là điều phải chứng minh. Đó. Và đây lại một lần nữa chúng ta đã cùng chứng minh với nhau một cái bài toán hệ thức hình học. Và hy vọng các em đã nắm được trong cái bài toán này nó sẽ thực hiện như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ sang một ví dụ tiếp theo. Chúng ta có ví dụ số 3 ngày hôm nay là cho hình vuông ABCD. Hình vuông này sẽ có điểm K thuộc AD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với CK, cắt CK và CD lần lượt tại I và H. Và người ta bắt chứng minh HI nhân HA bằng HD nhân HC. Vậy thì vẫn như cái chiều tư duy ở những bài trước, chúng ta sẽ xuất phát từ cái tỷ lệ thức, cái hệ thức chúng ta cần chứng minh là HI nhân HA bằng với HD nhân với HC. Thì chúng ta sẽ suy ra một cái tỷ lệ thức là HI chia cho HD sẽ bằng với HC trên HA. Và các em nhìn thấy ở đây HIC tạo thành tam giác HIC, HD và HA tạo thành tam giác HDA. Và hai tam giác này đều là hai tam giác vuông tại I và tại D. Vậy thì việc của chúng ta là gì? Là cần chứng minh thêm một cặp góc nữa bằng nhau là xong. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu xét. Xét tam giác AIK. Có AIK là tam giác vuông tại I. Vậy thì suy ra sẽ có góc HAK cộng với góc AKI bằng 90 độ. Mặt khác ta lại có tam giác CDK
cũng vuông tại CDK vuông tại D. Từ đó ta suy ra được là CKD cộng với KCD cũng bằng 90 độ. Mà ta có ở đây là HAK bằng với CKD. Đây là hai góc đối đỉnh. Ta có sự đây. Góc AKI. Hai góc AKI bằng góc CKD. Đây là hai góc đối đỉnh. Từ đấy ta suy ra được là ta có góc HAK sẽ bằng với góc KCD. Và lúc đấy ta sẽ xét hai cái tam giác mà chúng ta cần xét là tam giác HIC và tam giác HIC và tam giác HBA. Chúng ta có là gì? Chúng ta đã có hai góc vuông là góc HIC bằng với góc HBA cùng bằng 90 độ. Tiếp theo, chúng ta có cặp góc KCD cũng bằng với HAK theo chứng minh trên. Từ đấy chúng ta suy ra được tam giác HIC đồng dạng với tam giác HDA theo trường hợp góc góc. Từ đấy suy ra chúng ta có HI trên HD sẽ bằng với HC trên HA. Và suy ra HA nhân HI sẽ bằng HD nhân HC, điều phải chứng minh. Bên cạnh đó, các em có thể nhìn thấy với hai cái tam giác này, có thể chúng ta không cần chứng minh cặp góc KCD bằng HAK, mà các em nhìn thấy là hai cặp góc đó có H chung. Đây cũng là một cách để các em chứng minh được hai cái tam giác kia đồng dạng với nhau. Và ở đấy, đương nhiên một lần nữa chúng ta đã chứng minh với nhau về phần hệ thức hình học, cũng như từ đây các em phải hiểu một vấn đề. Với hình chỉ không, đương nhiên người ta sẽ không giao những cái gì đó là theo đúng cái bài học, mà nó sẽ là trộn rất nhiều thứ với nhau và sẽ sử dụng rất là linh hoạt các cái lý thuyết hình học để các em có thể chứng minh được một câu hình trong bài tập cũng như bài kiểm tra hay đề thi. Hy vọng rằng hôm nay với cái bài hệ thức hình học này, các em đã nắm lại được sơ qua cách làm cũng như cách tư duy của bài toán. Và xin chào, hẹn gặp lại cho các em trong bài tiếp theo. Thank you.